Chương một. Thất Hoàng Tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trời nắng buổi chiều, bầu trời một mảnh xanh thẳm, chỉ có vài miếng thật mỏng mây trắng, như bị ánh sáng mặt trời phơi hóa như vậy, theo gió chậm rãi bơi lấy. Hạ nhân nằm tại một thanh ngàn năm đằng một biên chế trên ghế nằm, một bên thảnh thơi ăn bên cạnh thị nữ cho hắn lột tốt tử vân quả, vừa hướng bầu trời ngẩn người. Hạ nhân không phải người của thế giới này, hắn trước đó sinh hoạt tại một cái tinh cầu màu xanh lam phía trên, tinh cầu bên trên có đệ nhất cơ học đại sư Newton, hắn phát hiện cơ học quy luật, cho nên về sau hết thảy đủ loại đều có khoa học căn cứ, thế nhưng là từ khi hạ nhân ba ngày trước đi tới cái thế giới này, hắn cảm giác Newton kiến thức vẫn là thiển cận, hắn gặp qua nhà kia định luật cơ học có thể để người ta lăn không phi hành. Nhà kia định luật cơ học có thể để người ta nhất quyền khai sơn, một chân đất nước. Hắn đều chưa thấy qua, nhưng là hạ nhân gặp qua mà lại là tận mắt nhìn thấy. Nguyên bản hạ nhân chỉ là một tên phổ phổ thông thông dân đi làm, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về, làm năm nghỉ hai, tuy nhiên tiền lương không cao nhưng cũng coi như an ổn, ưa thích đọc tiểu thuyết. Kết quả một ngày rạng sáng, đọc tiểu thuyết mê mẩn, bất tri bất giác bất ngờ chết rồi, trọng sinh thành hiện tại hạ nhân, một cái 10 tuổi tiểu hài tử trên thân, vẫn là một cái đại hoàng triều thất hoàng tử. Điện hạ Điện hạ, đang lúc hạ nhân nghỉ nhập thần thời điểm, một cái tiểu thái giám chạy tới, một đường chạy một đường hô hào: "Điện hạ, điện hạ." "Chuyện gì?" Hạ nhân liếc qua chạy đến trước mặt tiểu thái giám, tiểu thái giám đại khái cũng là 10 tuổi ra mặt dáng vẻ, là hắn thư đồng tiểu thái giám, gọi tiểu Quế tử. Mỗi cái hoàng tử đều sẽ bị phân phối 2 đến ba cái thư đồng tiểu thái giám, thuận tiện thay hoàng tử chân chạy cùng truyền lời hạ nhân còn có một cái thư đồng tiểu thái giám gọi tiểu đức tử, chính ở tại hạ nhân bên cạnh. Điện hạ, ngài đã ba ngày không có đi học đường, tần phu tử bên kia ngay tại nổi giận, nghe nói muốn đem ngài trốn học sự tình nói cho bệ hạ. Tiểu quế tử gấp đầu đầy mồ hôi, sợ chủ tử nhà mình bị bệ hạ trách phạt. Không sao, đợi lát nữa ta tự sẽ xử lý, tiểu đức tử, mang ta tiến đến học đường, ta muốn lên tiết, tiểu quế tử, giữ nhà, hạ nhân đứng lên phân phó nói. Tiểu Quế Tử, Tiểu Đức Tử mỗi người lĩnh mệnh. Hạ nhân đi theo Tiểu Đức Tử chậm rãi hướng về học đường đi đến. Hạ nhân chỗ tuyên nguyên điện tại Hoàng Cung phía Đông, học đường cũng tại Hoàng Cung phía Đông, cách mỗi cái vị thành niên hoàng tử đều rất gần, thuận tiện mỗi cái hoàng tử đọc sách. Đại hạ triều hoàng tử 15 tuổi xem như trưởng thành, liền do hoàng đế cùng chúng đại thần thương lượng phong hào, đất phong, các loại phong vương hoàng tất về sau, liền có thể rời xa hoàng cung, tiến về đất Phong, chủ trì một phương chính vụ. Đương nhiên, cũng có không muốn tiến về đất Phong hoàng tử, liền có thể ở tại hạ đô vương phủ, làm một cái nhàn tản vương gia, đất Phong từ triều đình phụ trách quản lý, hàng năm nộp lên một bộ phận thu thuế cho cái kia hoàng tử, đến mức nộp lên bao nhiêu, cái này liền không được biết rồi. Đến mức có chút hoàng tử vì cái gì không nguyện ý tiến về đất Phong nhận chức, dù sao có chút đất Phong hoàn cảnh ác liệt, khí trời lạnh lẽo, hơn nữa còn có nhân vật nguy hiểm cho nên những hoàng tử kia tình nguyện ở tại hạ đô làm một nhàn tản vương gia cũng không muốn đem tánh mạng đến mức trong nguy hiểm đi đại khái chưa tới nửa giờ sau hạ nhân liền đến học đường cửa đứng tại cửa ra vào suy nghĩ một hồi hạ nhân liền đối với bên người tiểu đức tử cùng tùy tùng vệ cung nữ phân phó nói các ngươi đi trước sát vách cung điện chờ ta trước đi gặp tần phu tử mọi người lĩnh mệnh mà đi bên trên cung điện là chuyên môn để tại học đường học tập các vị hoàng tử cùng đạt quan hiển quý chi tử tùy tùng đợi địa phương thuận tiện chờ các gia chủ mệnh lệnh đợi hạ nhân tiến vào học đường liền phát hiện trên giảng đài đứng đấy một vị tiên sinh dạy học vị tiên sinh này dáng người trung đẳng tướng mạo nho nhã trong tay cầm một quyển sách ngay tại nghiêm túc giảng bài lúc này hạ nhân tiến đến liền kinh động đến vị này tiên sinh dạy học tiên sinh dạy học liền dừng lại giảng bài đối với vừa mới tiến tới hạ nhân nói ra. Thất điện hạ, không biết thân thể ngươi phải chăng chuyện tốt chút. Hạ nhân ba ngày trước vừa vượt qua đến bên này lúc, đối hết thảy đều không phải là rất quen thuộc, liền biên tạo thân thể không thoải mái lấy cớ, không tới nghe tiếc, bây giờ đã qua ba ngày, muốn là lại không tới nghe tiếc, sợ là phải bị tần phu tử cho đâm đến hoàng thượng bên kia. Dù sao các vị hoàng tử tuổi nhỏ, ngẫu nhiên không muốn lên tiếc, tùy tiện tìm một số lý do liền có thể lấp liếm cho qua nhưng là cũng không thể liên tục ba ngày không đến không phải vậy vạn nhất bị hoàng thượng biết được chịu huấn chính là tần phu tử hồi phu tử học sinh thân thể đã không ngại có thể bình thường nghe giảng bài hạ nhân đối với cái này tiên sinh dạy học cũng chính là tần phu tử cung kính thi lễ một cái tuy nhiên hạ nhân thân là thất hoàng tử địa vị rất cao nhưng là tần phu tử thân là các vị hoàng tử thụ nghiệp ân sư tại học đường bên trong lý nên địa vị lớn nhất mà lại tần phu tử vẫn là đại hạ học cung đại nho thân phận địa vị tất nhiên là không thấp tự nhiên có thể tiếp nhận hạ nhân thi lễ đã thất điện hạ thân thể không ngại bên kia trở lại bàn học nghe giảng bài đi nói xong tần phu tử liền tiếp theo giảng giải trước đó đầu đề hạ nhân cũng trở về đến chỗ ngồi của mình ổn định lại tâm thần nghe phu tử giảng bài dù sao hạ nhân vừa tới cái thế giới này không lâu tuy nhiên kế thừa nguyên chủ trí nhớ, nhưng là nội tâm vẫn có chút bất an, thật không dám làm quá giới hạn sự tình. Chi trước ba ngày không có lên tiếc, đó là bởi vì vừa xuyên qua tới, tâm thần bất an, không có quá nhiều tâm tư cân nhắc những thứ này, bây giờ hấp thu xong trí nhớ, vậy sẽ phải án lấy nguyên chủ tính cách hành sự. Nguyên chủ tính cách nguyên bản là thuộc về an tĩnh một loại hình người, làm việc sẽ không khoa trương, cũng không có gì cùng hắn đối nghịch hoàng tử, dù sao đều là một số vị thành niên hoàng tử, còn chưa dính đến lợi ích tranh đấu, không biết vì sao, liền bị đến từ địa cầu hạ nhân cho xuyên qua. Còn tốt, hạ nhân ban đầu vốn cũng là một cái điều thấp tính cách, dù sao theo địa cầu vượt qua người đều có một cái truyền thống, cái kia chính là vững vàng, bây giờ đến không cần giả vờ giả việc. Hai canh giờ về sau, chân trời đã hơi đen, tần phu tử cũng tuyên bố chương trình học hôm nay đến đây là kết thúc, có thể tan lớp hạ nhân liền một chút thu thập một chút bàn học liền chuẩn bị đi trở về hoàng huynh thất hoàng huynh hạ nhân mới ra học đường cửa lớn liền nghe được có người đang gọi hắn nhìn lại là một thứ đại khái bảy tám tuổi tiểu cô nương đang gọi hắn tiểu cô nương béo ị mang trên mặt một tia đỏ ửng đại khái là đuổi theo hạ nhân đi ra truy gấp lại lớn lại đen ánh mắt giống như hai khỏa nho đen lóe sáng lóe sáng nguyên lai like là hỷ nhi hoàng mụi không biết hoàng mụi gọi vi huynh có chuyện gì hạ nhân cười nói. Hoàng huynh, mẫu phi để cho ta nói với ngươi một tiếng, buổi tối ngày mai đến nàng chỗ đó cùng một chỗ dùng bữa, hạ hỷ lanh lợi chạy đến hạ nhân trước mặt nói ra. Đa tạ hỷ nhi hoàng mùi cáo tri, vi huynh biết được, đêm mai tự sẽ tiến đến mẫu phi chỗ dùng bữa. Hạ nhân nghĩ nghĩ liền trả lời một câu. Cái kia hỷ nhi liền đi trước, hoàng huynh đi thông thả. Nói xong câu đó, hạ hỷ liền dẫn một đội tùy tùng về cung nữ đã đi xa hạ nhân nhìn lấy đi xa hạ hỉ cau mày lâm vào trầm tư hạ nhân là đương đại hạ hoàng con trai thứ bảy hắn mẫu phi là hậu cung trần quý phi đáng tiếc lúc trước trần quý phi người yếu không thông võ đạo am hiểu cầm kỳ thư họa lúc trước hạ hoàng tuyển tú lúc hạ nhân mẫu phi cũng là dựa vào một tay cầm kỳ thư họa hấp dẫn đương đại hạ hoàng chú ý được phong làm hiền phi sau bởi vì sinh hạ nhân lúc khó sinh trong cung ngự y để hắn hai chọn một chọn lớn có thể dùng linh dược bảo toàn hắn tính mệnh, chọn tiểu nhân lớn như vậy đem khả năng khó giữ được tính mạng, cuối cùng hạ nhân mẫu phi lựa chọn bảo trụ hạ nhân, an toàn sinh ra hạ nhân, mà hạ nhân mẫu phi thì tại sinh ra hạ nhân về sau, tánh mạng ống sắp chết, tại nhiều nhiều linh dược bảo vệ dưới, cũng chỉ là sống mấy tháng liền qua đời, sau khi chết được sắc phong làm quý phi. Tại hạ nhân xuất sinh mấy tháng về sau, mẹ đẻ qua đời, liền do hậu cung Lý Quý Phi nhận nuôi, Lý Quý Phi vào cung hơi sớm, cũng không có sinh hạ con nối giỏi, liền nhận làm con thừa tự hạ nhân. Lý Quý Phi sinh ra ở đại hạ Hoàng Triều một cái đại thế gia, cha ông nội đều là trong triều trọng thần, mấy cái người ca ca hoặc là đại tông chân truyền, hoặc là đại hạ triều lãnh binh đại tướng, cho nên mặc dù không có sinh hạ con nối giỏi, nhưng cũng khiến cho một cái Quý Phi danh hiệu. Lý Quý Phi đối hạ nhân vô cùng tốt, xem kỳ vi tự mình cốt nhục, theo hạ nhân mấy tháng đại tiện một mực mang theo trên người, trừ cho bú bên ngoài, không trải qua trong cung hắn tay người khác, cho đến hạ nhân 5 tuổi, đến đến trường tuổi tác mới từ cung bên trong chuyên môn người phục thị. Hạ Hỉ chính là tại hạ nhân 3 tuổi lúc Lý Quý phi sở sinh. Cho nên hạ nhân cùng hạ Hỉ là cùng một cái mẫu phi, hai người quan hệ cũng rất là thân mật, từ khi hai người chuyển ra Lý Quý phi chỗ về sau, cũng sẽ hơi cách một đoạn thời gian cùng một chỗ tiến về Lý Quý phi chỗ dùng bữa. Vừa mới hạ Hỉ gọi lại hạ nhân chính là lại đến đi Lý Quý Phi chỗ dùng bữa thời gian, mà hạ nhân lại không phải trước kia hạ nhân, cho nên vừa mới nhất thời phía dưới liền không cùng hạ hỷ nói nhiều, lên tiếng liền xong việc. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.